Dạ, Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác luôn ạ. Dạ, là nói đầu tiên là cho Khánh gửi lời chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác luôn. Đây, bà cô bác ơi, hiện tại là cũng là 9 giờ rưỡi rồi, 9 giờ 30 phút rồi. Khánh đang đứng ở bệnh viện Bình Chánh, ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh nha bà cô bác. Thì sáng á, thì sẵn đây thì Khánh cũng chia sẻ một số hình ảnh và lý do vì sao mà Khánh đứng ở đây nha. Thì sáng đi thì Phong có đau bụng mấy ngày hôm nay rồi, rồi xong rồi cũng đi tính đi khám thôi à, đi khám giờ lên đây, giờ bây giờ nhập viện luôn rồi, nhập viện sáng giờ cũng xét nghiệm này kia tùm lum hết á, rồi hiện bây giờ cũng chưa biết sao nữa, đang nằm viện ở trong đó mà cô bác. Thì lúc sáng thì Phong đi cũng mình xong rồi bắt nhập viện á, nên là Trang phải đi lên đây để đo cho Phong. Thì Khánh cũng đi làm về tối rồi, bây giờ cũng ghé vô để xem tình hình của Phong nó như thế nào đâu mà cô bác. Thì Khánh cũng chia sẻ một số hình ảnh để gửi đến những quý khán giả, quý mạnh thường quân, những bà con thân thương mà thương Khánh Nguyễn và Phong Nguyễn cùng với gia đình đó. Thì bây giờ mong sao thì mọi việc nó suôn sẻ hết, chứ bây giờ theo như Khánh biết á, nhập viện thì chắc tình hình nó cũng hơi phức tạp nên là mới bắt nhập viện, nhưng mà cô bác này là nhập viện gấp luôn á. Khánh đang đứng ở đây để Khánh chuyển mới quay lại về nhà, điện thoại cho Trang để xuống rước Khánh vô, chứ Khánh cũng không biết nó đi đây. Khánh đang đứng ở chỗ cái quầy, cái bãi giữ xe mới vừa đây đây, bây giờ Khánh sẽ đi qua chỗ cấp cứu rồi. Khánh mời bà cô bác xem những diễn biến tiếp theo luôn. Ông bà cô bác thương Khánh nha, thương Khánh, thương Phong, thương gia đình, cũng cầu mong sao cho em nó mọi việc nó suôn sẻ, không có gì khó khăn hết, phức tạp hết, cũng nguy hiểm. Nhà bây giờ ba mẹ ở nhà cũng lo bây giờ nhà Khánh đi tiếp Phong thì hai anh em đi khuya nhiều quá, thì bây giờ cũng ráng để đi cập nhật sẵn là vô xem tình hình sao để cho ba mẹ ở nhà an tâm, mời cô bác. Rồi, để Khánh chạy máy quay, bên kia có nhạc không mời cô bác ạ. Giờ Khánh vô trong bệnh viện mà cô bác đây, ở ngoài có nhạc nên là Khánh đi vô trong đây, đang đợi Trang đi xuống. Khánh cũng không biết là giải nào nữa nên là Khánh cứ đi đại vô đây để né cái nhạc bên kia. Chúng đón hình ảnh Khánh không biết, đi coi lại đi, đi coi là cái số mà C405, vậy là giải C đây. Để Khánh đi qua giải C mà cô bác ơi, mình đang đứng ở đây là giải B rồi. Dạ chị có biết giải C ở đâu không chị? Khu C hả? Dạ khu C lầu mấy? Dạ lầu 4. Đây em chỉ cho đường đi thôi. Thì nói người nhà đi xuống mà thôi, bây giờ đi từ từ lên. Rồi chị để đi, em đi cũng được, chị chỉ. Em không biết, tối em không biết đâu. Ủa đi qua anh kia nó hả? Đứng đó đợi tao nữa. Có đầu người nhà. Để anh đi để. Cảm ơn chị gái nha. Em đang đi quay clip hay thăm người nhà. Thăm người nhà rồi thẳng quay chia sẻ kỷ niệm luôn chị. Chị biết Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn không? Không. Rồi, có gì chị lên YouTube chị xem ủng hộ tụi em. Em xuống chưa? Dạ em đang đi dưới rồi đó. Anh đang đi từ từ qua cái dãy C nè, anh biết cái dãy C đi, cái chị này chị chỉ qua. Dạ đúng rồi. Dạ nghe bạn đó. Rồi em biết rồi, cảm ơn. Cảm ơn chị nha. Dạ. Chắc Trang đi ra ngoài. Rồi anh nghe nè. Ủa em đang đứng đâu ạ? Em đang ở chỗ cấp cứu rồi phải không? Dạ em đang đứng ở dưới chỗ cấp cứu ạ. Em quay lại đi, anh đang đứng cái chỗ mà cầu thang đi lên nè. Dạ. Cái chỗ mà thang máy á, cái chỗ thang máy á, anh đang đứng đây nè. Dạ. Rồi thấy rồi nè. Đây thầy Khánh hồi nãy đi vừa cầm máy quay nên hơi bị lắc nhưng mà cô bác. Giờ Trang xuống dẫn lên đây. Thì Khánh cũng chia sẻ một số hình ảnh. Cái này thật sự thì Khánh cũng chia sẻ kỷ niệm thôi. Tại vì ở nhà có vui, có buồn, có cái gì đó thì hai anh em cũng ghi hình lại để chia sẻ cho bà cô bác, cũng bà cô bác thương xem. Rồi cũng đang đợi hả? Bác sĩ ấy đang đợi cũng theo dõi thôi chứ chưa biết làm sao hả? Dạ.
Rồi thôi đi lên. Bé Xu bữa nay bé Xu bị sốt. Trời ơi, ở nhà bà nội lo sao sể. Lùm hết. Sáng rồi đi, sáng bé em đi một mình phải không? Dạ, sáng em đi. Đi một mình xong rồi bác lên đây bác sĩ chẩn đoán là nhập viện luôn. Giờ đi lên đầu 4. Không biết là trong đây có cho ghi hình hay không nhưng mà các bác. Đầu 4. Rồi, em đi chị ơi. Bệnh viện này hồi xưa giờ coi như là lần đầu tiên khám lên trên đây luôn. Đó giờ hầu như là đi bệnh viện không à. Trước đó thì có lên Chợ Rẫy. Lên Chợ Rẫy lên chẳng nằm nằm 3 ngày, bây giờ hầu như là đi thăm bệnh không. Đi thăm bệnh thì lo không mà các bạn. Không biết trong đây có cho ghi hình không đó. Anh đang quay. No marking. Cấm hút thuốc rồi chứ không biết. Đây chắc cho ghi hình quá. Đây. Tình hình sao rồi? Hả? Tình hình sao rồi? Cũng còn ê ê hoài ha. Bữa qua đau dữ lắm. Qua đau lắm mà mới đi cái gì? Rồi, chào bà cô bác. Rồi hai anh em chào bà cô bác luôn. Bữa nay nãy Khánh có giới thiệu ngoài đó mà cô bác. Coi như là không biết là chưa, bác sĩ đang theo dõi thôi chứ chưa biết là xử lý làm sao hả? Sáng đi cũng sớm để bốc số để khám bệnh viện Bình Chánh. Tại đau 3 ngày tưởng lúc trước sức dầu vô cái nó hết à. Hôm nay 3 ngày mà sao hoài nó không hết. Còn cứ đau hoài càng ngày đau nhiều nữa. Cái hôm qua giấc tối đau quá trời, tính đi giấc tối mà khuya quá. Thì sáng sớm đi lên đây khám, đi con mình em mà. Lên khám tưởng đâu xong rồi về mà bác sĩ khám nó bị dục thừa. Cái là với nghe cái xung quanh nó có tụ mỡ gì đó. Rồi kêu nhập viện rồi kêu người nhà lên để ký giấy mổ. Mà sáng giờ đợi từ sáng sớm tới giấc chiều 9 giờ mấy tối luôn. Là theo lời bác sĩ là cũng đâu có ăn uống, không ăn là không ăn uống luôn, chỉ vô chai nước biển à. Để tiến hành mổ mà giờ anh ghé cũng gần như 10 giờ luôn mà. À, 10 giờ rồi. Bác sĩ không biết sao kêu mày ấy vô nước biển đúng không? Mới tháo ra tại nhức quá. À, em lắc lắc cái kim nó đang nằm đó đó. Ừ. Vô nước biển rồi nãy ăn gì? Ăn cái bánh bao giờ mới mua. Thì cho ăn gì chưa? Dạ, chiều còn ngoại có đem lên rồi. À. Rồi bây giờ tối mà còn ghé đây nữa ha. Chứ giờ ở nhà ba mẹ nhà mấy đứa nhỏ tùm lum hết rồi. Ghé vô để coi cho nó an tâm. Đây rồi xù nhưng bữa nay cũng sốt luôn đó. Thời tiết hôm nay nóng quá trời. Xong rồi đó. Đi rồi. Bữa trước đi thấy hồi đó giờ cũng có bị đau mà bữa nay sao đau hoài mà không hết mới ngộ. Nói qua đi còn vô quay nữa hả? Có đi chạy xuống quay gửi tiền cho ông bà cô bác hôm bữa giờ lâu quá. Bữa giờ nói chung là sức khỏe nó cũng thấy nó hơi không được ổn á. Nên nó hơi lâu. Rồi sẵn rồi bây giờ anh xuống rồi cũng thông báo ông bà cô bác là tình hình sức khỏe của Phong là cũng chưa có được ổn ông bà cô bác. Bây giờ hồi sáng giờ bác sĩ thông báo là để tiến hành ca mổ. Nhưng mà hiện tại là bây giờ cũng chưa nữa. Mà nếu mà mổ là cũng hơn nửa tháng á, hơn nửa tháng là mới đi lại được, mới làm việc được. Thấy cũng lo quá trời. Ở đây ráng theo dõi đi, bị ruột thừa ha. Ghi trong cái phiếu để bị ruột thừa chứ mà bị tụ mỡ nghe cái vòng vòng ở chỗ đó. Nhưng mà đau quá nhớ kêu không bác sĩ nha. Mà hôm qua thì đau dữ mà bữa nay thì đau nó ít hơn. Sáng giờ có tiêm thuốc gì vô không? Có vô một chai nước gì đó. Chai nước dịch thôi gì? Như là mới ấy một cái ít thuốc uống vô.
Sẵn thì Phong cũng chia sẻ là đau ruột thừa là mình bị ngay cái chỗ lỗ dúng á, lỗ dúng mà nó đi qua bên mé bên tay phải bên đây nè, dịch qua đây chút xíu à, là đây là cái ruột của mình nó nằm ở đây, là nằm bên tay phải á. À, sáng vô cũng đi cũng đông dữ lắm luôn á, Phong có chụp tấm hình để Zalo á, thấy bệnh viện quá trời, cô bác phải nói là đi tới bệnh viện mới thấy cái cảnh mà cô bác là bệnh quá trời bệnh luôn, mà bệnh nhẹ bệnh nặng rồi đủ thứ. Trong phòng ở đây là những người cô chú là bệnh bên cái đường ruột không á, có cái chú kia cũng hôm bữa chú ngồi bên đây nè, là chú bữa cũng mới mổ á, một tuần lễ là chú mới được về đó. Ồ, ngon dữ hả? Ừ, một tuần lễ mới về, nhưng mà về là không biết là nó bị sao á, là nó bị nhiễm trùng, là chú mới vô lại, là tại vì nghe cái vết thương nó không biết là về nhầm khi mình tắm giữa hay vệ sinh sao đó, giờ nó bị xì miếng nước, nên là chú bữa nay chú vô lại. Còn bữa nay phải nói là vô trong đây là rất là hạnh phúc luôn mà cô bác. Không phải là hạnh phúc cái gì nhưng mà vô gặp được những cô chú đi khám bệnh nè, với ngay cả trong phòng ở đây á, thì các cô cũng có xem được cái kênh YouTube của Phong Nguyễn, thì cũng biết là những tấm lòng cao quý của những quý mạnh thường quân đã giúp cho những hoàn cảnh. Thì bữa nay là các cô vô thấy Phong cũng mừng lắm, cũng hỏi thăm cũng nhiều lắm. Thì cô bên đây cũng xem chương trình cũng suốt luôn nè, cô bên đây nè, thì cô với nguyên gia đình cô cũng xem suốt luôn, với cái chú bên đó nữa, gia đình của chú cũng xem. Thì con thương thì cũng mừng, mình cũng thấy hạnh phúc luôn bà cô bác. Mà bởi vì là hồi sáng giờ nó cũng Phong cũng nghe những người anh người chị cũng sáng sớm cũng niệm Phật tới suốt tới bây giờ, cũng dáng cố gắng niệm Phật để trong cái lúc mình bệnh quên tật rồi đó, cũng có trời Phật đồ phù hộ che chở cho mình. Thì bây giờ đó bà con thương mình cũng ráng cố gắng, trước hết là cũng vì gia đình ở nhà, thì em coi tình hình sức khỏe làm sao đó, có gì thì thông báo bác sĩ liền, thì ráng đi điều trị sớm thì giờ để đáp lại cái sự yêu thương của bà con đó, những hoàn cảnh khó khăn đó, mình về để tiếp tục còn cái công việc nữa. Nằm đây cũng lo lắng, sáng giờ cô bác cũng nhắn tin cũng điện thoại quá trời luôn mà không có bắt máy được cô bác, hoặc là không có trả lời cô bác nào hết trơn á. Nói chung là nó tiêm một cái bên tay nó nói chung là nó tiêm thuốc vô nước biển rồi mà cô bác nó hơi nhức tê tê, tự động mấy con tay á. Hồi nãy là chị có cái ống nữa, lấy ống về lắm, nhưng mà nhờ bác sĩ tháo ra để tối á, tại vì mình không có tiêm nữa, tháo ra cho nó gọn á. Thì cũng mong cô bác là cũng thông cảm cho Phong giai đoạn phút giây này á, thì Phong cũng đang nằm ở đây trong khi không có trả lời được những tin nhắn của cô bác. Thì với mà Phong cũng lo là tiền của cô bác Mạnh Thường Quân á, là cũng thương gửi cho những hoàn cảnh, với những hoàn cảnh là Phong chưa có đi xuống trao được, thì mong anh chị cũng thương và thông cảm cho Phong, để sức khỏe ổn lại thì Phong cũng đi để gửi tiền cho cô bác đồ xây sở với trang trải rồi. Chứ vô đây mà cô bác anh chị mà biết là tình cảnh mà vô bệnh rồi, lớp mà nó lo lắng đủ thứ á bà cô bác. Thì nhưng mà vô đây nó cảm giác nó thấy nó quý trọng cái cuộc sống rất là nhiều. Chứ mà mới biết được cái tình thương của giống như là gia đình, nhất là gia đình và những người anh người chị trong suốt mấy ngày hôm nay cũng quan tâm Phong Nguyễn với gia đình của Phong rất là nhiều. Thì Phong cũng cảm ơn là anh hai, chị hai nè, chị Hảo, cô Tâm Độ, chị Chim Lê, chị Hương Phùng, ba má Tâm Ngọc nữa cũng rất là lo lắng cho Phong, với những người anh người chị, những người bạn bè thân thiết của Phong. Thì Phong nghĩ là sau khi mà đăng tải đoạn clip này lên á, thì cũng có những ông bà cô bác, cũng những quý khán giả cũng xem, cũng động viên, thì Phong cũng sẽ cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều. Thì cũng mong là Phong sẽ sớm lấy lại sức khỏe để còn tiếp tục cái hành trình đi chia sẻ những cái hoàn cảnh, để được duyên, để được cô bác Mạnh Thường Quân để giúp đỡ nữa. Chút nữa.
Không, hồi nãy nó sao? Anh đừng thấy ông nãy không, em giờ em kiếm nó lại đâu không gì tại nãy cái cây kim nó nằm theo hướng này nè, em cử động cây kim nó lắc lắc á, nằm theo hướng đây nãy xong rồi chị đã vô dán cái cây kim nó hơi lật ngược lên chút á, nên nó cái thịt nó hơi bị chổi á. Thì ấy phải ấy ngay cái mạch của mình á, mạch của mình nó thì tìm sáng luôn. Đang lúc mà gấp thì bác sĩ là rút máu để đi thử á. Thử nhưng mà từ ở dưới Long An chạy lên Bệnh viện Bình Chánh cũng hơi xa một tí. Lên đây là cái ống máu rút ra tới như 3-4 ống được. Lên là máu nó đặc lên luôn rồi. Tại em thì nằm ở đây đâu có đi ấy máu được. Nên là máu nó đặc, nên là phải rút lại lần thứ hai nữa. Nói chung là thời gian nó hơi không có, hơi trễ chút. Giờ tối nay Trang ở đây là lo cho Phong đi ở nhà. Nhập cái xu nó bị sốt cao ở nhà nữa, đủ thứ hết trơn. Để anh đi làm tới tối mà cũng ghé vô đây thăm em nữa. Giờ ở nhà có ai đâu, có mấy anh em không mà có bác thì vô để xem tình hình, rồi sau đó là cũng chia sẻ đi về ba mẹ ở nhà cũng an tâm. Sáng giờ cô bác cũng điện cũng hỏi thăm rất là nhiều. Cũng cảm ơn anh Khánh chị Liễu nữa. Nãy anh Khánh chị Liễu cũng mới điện nữa. Nãy chị điện cho anh, anh nói đang trên đường. Là anh chị cũng không có biết em bị á, nhưng mà đang cái lúc mà anh chị cũng còn ở Việt Nam đi chơi á, thì chia sẻ hình ảnh của mấy anh chị hỏi thăm gia đình mình á. Rồi thấy em ở đây anh chị cũng hỏi thăm. Nói chung cô không biết sao nói với cậu bác anh. Giờ mai là ở đây hầu như là mổ nội soi hết hả? À, có giống như đây ca nào nặng dữ giống như mà bị bể rồi mới mổ hở. Còn nếu mà không đến đổi thì mổ nội soi nó sẽ mau hồi phục hơn. Vậy nếu mà vòng vòng cũng sáng hồi trưa giờ mẹ vợ em cũng vô đây nè. Dạ anh xem đồ lên đó hả? Hồi sáng giờ ba má Tâm Ngọc rồi cũng lo lắng quá trời, điện suốt. Rồi ăn rồi sao rồi mai phải kiểm tra đường ruột nữa mới ấy chứ. Cũng không biết sao nữa chứ nếu bữa nay là nghe nói là bác sĩ nói bữa nay là sắp xếp mổ rồi, sao tới giờ này chưa thấy, không biết có cái vấn đề không. Bị vậy bác sĩ chứ ông bà cô bác cũng dán niệm Phật, tại vì mình là tự bản thân mình năm vô mình xây cái hướng khác là nó chổi nó đau á. Nói chung cái đau ruột thừa thì mình biết sớm với mình điều trị sớm thì cũng không đến đổi không mà cô bác. Nhưng mình lúc nào mình cái tinh thần mình phải tốt mới được. Cái hồi đó cũng Phong bị tai nạn giao thông á, rồi trong gia đình cũng anh Khánh anh cũng một tay lên cũng lo lắng cho Phong. Nói chung là lần đó là giống như thập tử nhất sinh này, một con sống mà bữa đó đợt đó mà mổ là anh cạo vô trong bệnh viện mà mấy y tá đâu có dám cạo tóc người ta đâu. Dạ. Cạo đầu á, cạo tóc để mổ á, để Khánh vô Khánh cạo luôn, cạo ra để lấy tóc ra để mới mổ được. À, tới đó là lúc đó bị tai nạn là đi những bệnh viện ở dưới là người ta kêu về là làm đám luôn á ông bà cô bác. Nhưng mà trong gia đình Phong á, là ba mẹ Phong với anh Khánh à, lúc đó là Phong cũng chưa có lập gia đình nữa, chưa có vợ, chưa có con nữa. Mà ba mẹ là quyết tâm là giống như cứu Phong bằng được á, là chở lên bệnh viện, cuối cùng là bệnh viện Chợ Rẫy á. Anh Khánh là máu không có cầm được thì anh Khánh là người để cắt tóc rồi cạo để người ta mai lại ông bà cô bác. Thì bởi vậy là Phong mới nói là trong cuộc sống là tình cảm và cái sự đoàn kết của gia đình là cái điều quan trọng nhất đó ông bà cô bác. Thì với sáng ra là Phong thật sự là Phong rất là hạnh phúc. Nhưng mà đi tới giống như là những cái
ở nơi mà mình giống như mình đang gặp khó khăn hoặc là đang có một những cái gì đó nó trắc trở trong cuộc sống, và những cô bác mà đã xem được cái chương trình của kênh YouTube Phong Nguyễn á, thì cô bác cũng nói là kênh cũng rất là nhiều ý nghĩa, thì Phong cảm thấy cái động lực rất là hạnh phúc luôn mực quá, giống như là mình chỉ biết là cảm ơn những cô chú đã xem, đã ủng hộ tinh thần cho Phong cùng với ba má Tâm Ngọc với tất cả mạnh thường quân, chứ cô không biết lời lẽ nào mà để nói hết cái tình cảm đó hết, tại trong lòng mình thấy nó hạnh phúc dữ lắm ông bà cô bác ơi. Rồi bữa nay anh cũng sắp xếp về nghỉ ngơi, ngày mai còn đi làm nữa. Thì anh vô còn vô chút xíu nữa đi về. Coi tình hình về thấy thấy mặt về cũng đỡ lo. Giờ qua đây thì Khánh cũng biết nói gì hơn, cũng cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều luôn. Đã thương Khánh, Phong, thương gia đình. Rồi có những lời động viên tích cực để mình cố gắng lên trong cuộc sống. Rồi thôi bây giờ em ráng cố gắng đi, mình phải biết cái sức khỏe mình như thế nào, cần cái gì thì gọi bác sĩ. Đâu có gì, là vô đây là yên tâm mà đâu gì. Để ba mẹ ở nhà lo. Cũng cảm ơn anh hai, chị hai rất là nhiều luôn, cũng lo quan tâm và lo lắng. Chỉ vô đây đâu có, mới đầu vô đâu có gì đâu. Cô ở đây cũng thương mà, thấy trong đây nó hầm á, cô cũng kéo quạt máy mà cho mát. Thì cũng cô có hai hộp sữa, cô cho hộp sữa cho uống nữa. Trời ơi. Sữa anh xua. Thì cô, ngày mai cô về đó. Cô cũng quê ở dưới ngay chỗ Bến Lức á, Khánh. Cô Bến Lức. À. Cô Bến Lức luôn hả cô? Cô Bến Lức mà ở đoạn nào? Khu 2 luôn. Khu 2 hả? Con ở khu phố 6 nè. Nhà ở Gò Đen nhưng mà xuống dưới khu phố 6 ở dưới. Nhà cô ở đây thì với ai? Con mình. Mình hả? Tại con đi làm á, xin nghỉ được có ngày. Mới vô là cô giúp đỡ không đó. Rồi mai sẽ chuyện rồi, không sao. Khu phố 2 vậy là mấy bên bên mấy bên siêu thị phải không cô? Này ở gần Phúc Mơ, ở gần nhà văn hóa. Đúng rồi, cũng hai con nhà văn hóa vậy là chỗ biển hẹn Sài Gòn đó. Gò Đen mà chắc cô biết mà phải không? Biết Gò Đen thì gần đây biết. Nhỏ con nó làm Phong Nguyễn ra nè, nó biết. Nó gái nó biết. Cảm ơn cô đã thương gia đình nha. Rồi cô mổ đây lâu chưa? Hồi thứ 6 tuần rồi. Thứ 6 tuần rồi, vậy tính ra cũng lâu. Thứ 2 thì mới mổ. Thứ 5 mới có mấy ngày thôi. Cô nhỏ phải đi được thừa thôi, có bị đắt xe, bị xe. Chú kế bên nó bị được thừa. Giờ nó thấy mình sao cũng khổ. Sáng vô đồng nghẹt luôn, đồng lắm luôn. Tự nhiên mình đánh rồi đó, giờ mới lên lần đầu tiên. Rồi con kính chúc cô là về nhà lúc nào cũng mạnh khỏe, gia đình ấm áp hạnh phúc nha cô. Cảm ơn con. Tối rồi anh có ấy gì nữa không mà thu xếp về để trễ. Vừa đi làm vừa đi học nên về trễ mà các bác. Nhưng mà sáng giờ Phong cũng có điện thoại, cũng cập nhật tin tức thường xuyên à. Xong rồi biết cái tình hình vậy nè, thì Khánh cũng ghé vô để an tâm. Rồi ráng giữ gìn sức khỏe đi, mai coi sao đó, thì có gì báo điện báo tin. Giờ cũng trễ, đường trong đây cũng vắng. Nhà vắng vậy luôn. Khúc trong nẻ thôi. Tính là vợ em có nói gì không? Nè Trang vô đây ngồi đi, ấy chào ông bà cô bác đi, anh khép chương trình nè. Ngày hôm qua nó đau dữ lắm mà bữa nay nó đỡ đỡ. Cảm ơn ông bà cô bác. Mít nè. Dạ con cũng cảm ơn ông bà cô bác đã xem kênh anh Khánh Nguyễn và anh Phong Nguyễn. Đã ủng hộ anh Khánh Nguyễn và anh Phong Nguyễn. Con không biết nói gì hơn, con cũng chúc ông bà cô bác dồi dào sức khỏe, bình an, làm ăn lúc nào cũng thuận lợi.
Dạ, con cảm ơn con. Rồi thôi anh cũng thu xếp rồi đi về sớm này. Thấy ở trong nhà có bốn anh em trai mà anh em nào cũng thương yêu nhau lắm bà cô bác. Lúc khó khăn là lúc nào cũng có anh em bên cạnh hết. Thì Phong Nguyễn cũng cảm ơn trước nhất là gia đình và những người anh, người chị, những ông bà cô bác đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh của Phong Nguyễn. Lúc nào cũng bên cạnh Phong ủng hộ từ tinh thần đến nhằm những cái vật chất nữa. Những cô bác là thương phải quà gia đình rồi rất là nhiều, với cô Sương nữa, với cô Tâm Độ, chị Hảo, chị Hương Phùng, anh Hai, chị Hai, chú Thanh Cường. Bữa nay thì mong những cô chú anh chị gửi quà thì cho những hoàn cảnh có thể là trong cái vấn đề mà Phong đi trao quà nó hơi chậm trễ một chút á, thì hôm bà cô bác cũng thương Phong thông cảm bỏ qua cho Phong. Rồi có gì sức khỏe Phong ổn định lại thì Phong tiếp tục để đi giúp và chia sẻ hình ảnh trong bà cô bác nha. Thì hồi giờ cũng dắt tối rồi, thì để những người cô người chú ở phòng cũng nghỉ ngơi. Giờ anh Khánh về cũng chạy xe cẩn thận nha. Rồi thôi chào bà cô bác nha. Một lần nữa thì Khánh cũng cảm ơn ông bà cô bác rất là nhiều luôn, đã gửi những lời động viên để em Phong ở đây đó có nguồn động lực để tiếp tục sức khỏe, rồi điều trị ổn định để tiếp bước trên cái con đường thiện nguyện nữa. Rồi bây giờ Khánh xin phép và chào ông bà cô bác luôn, hẹn bà cô bác ở những đoạn video tiếp theo luôn ạ.